Nam mô A Di Đà Phật. Các vị thí chủ có lòng bố thí làm phước giúp tiểu tăng ạ? Không có đâu, mời tiểu sư phụ đi nơi khác. Sao dạo này lắm hòa thượng đi khất thực thế? Sáng giờ phải 3-4 thầy đi qua rồi đấy các chị nhỉ? Đúng đấy, chả biết hòa thượng thật hay giả, suốt ngày đi khất thực, lễ lạc lên chùa suốt mà vẫn ế chỏng ế chơ. Hay là chùa thầy không thiên, rằm này chị em mình đi chùa khác thử xem sao. Phải đấy, em nghe bảo chùa làng bên thiên lắm, tháng này mình đi lễ bên đấy thử xem. Vào chùa thì điều hiu, hương khói cũng lạnh ngắt thế chị nhỉ? Ở chùa đừng nói vậy em, mình đi cúng bái cho yên lòng thôi, còn chùa có các sư coi sóc rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi dào, các thầy coi sóc thế nào chứ, chùa vắng như bà đanh, lại còn sập xế thế này, thì làm gì có ai đến khấn vái. Ở chùa ăn nói phải giữ mồm giữ miệng chứ, hôm nay ngày thường nên vắng, em không thích thì sau mình đi chùa khác. Nữ thí chủ ấy nói khó nghe quá thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Tu dưỡng không phán xét, một lòng hướng Phật. Dạ, con biết rồi thưa thầy. Thưa thầy, mấy hôm nay con đi khất thực, nhưng đều nghe mọi người nghi ngờ sư giả sư thật. Hình như nhiều người lợi dụng lòng từ bi của Phật Pháp mà làm điều càng quấy. Âu cũng là mưu cầu quá lớn. Có người còn gọi con là sư quan, nên nhiều ngày con đi khất thực toàn bị dè biểu, chứ không được như trước. Mấy tháng nay ngày lễ ngày rằm, chùa ta cũng thưa người tới thắp hương thầy ạ. À, chùa nhỏ chỉ có 2 thầy trò nên vắng vẻ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng chúng ta thành tâm coi sóc, rồi sẽ thành ngôi chùa ngàn gian, tiếng chuông chùa ngân gian không ngớt. Dạ thưa thầy. Con đi xem lại cửa nẻo, đóng cẩn thận, đêm nay có lẽ mưa to. Vâng thưa thầy. Ai? Ai đấy? Trộm! Trộm! Thầy ơi! Có trộm! Thí chủ là... Thầy ơi! Có trộm! Thầy ơi! Thầy! Thầy ơi! Thầy có sao không ạ? Ta không sao. Con có bị thương ở đâu không? Dạ, con không sao. Con giật được khăn bịt mặt của tên trộm, nhưng tối quá không kịp nhìn rõ. Thầy có thấy mặt hắn không ạ? Mình đi báo quan đi thầy. Không cần đâu. Không ai bị thương là tốt rồi. Nhưng hắn lấy trộm hết tiền công đức của chùa rồi ạ. A-di-đà-phật, số tiền không nhiều, không cần làm lớn chuyện. Này, các chị biết không, lão Quánh đi tù về rồi đấy. Sao người ta không cho lão ở tù mọt gông luôn đi nhỉ? Ừ, bữa tôi gặp lão trên đường mà cứ rờn rợn các cô ạ. À, người đâu nhìn đến khiếp. Bà cụ nhà hắn hiền lành, cố đẻ được đứa con trai, tưởng được nhờ cậy tuổi già. Mà nào ngờ, con tù con tội, còn phải chăm ngược lại nó. Lão Quánh là ai? Bị tội gì phải đi tù hả các chị? Cô mới về làng nên không biết. Lão Quánh cũng là người làng mình, con bà Năm đấy. Nhà lão ngay ngõ trên nhà cô. Lão bị bắt vì tội trộm cắp, vợ lão chả chịu nổi, bỏ lão rồi. Lão đi tù mấy năm, nay mãn hạn nên được về rồi. Mà lão ấy cũng gan, dám lấy trộm của nhà lão Dần, đĩa chủ làng mình. Lão Dần vốn có phải tay vừa đâu. Hôm trước nhà em đóng cổng thì nghe động dưới vườn, đánh tiếng hỏi ai đấy thì nghe thấy tiếng chân chạy. Có lẽ nào là... Chết, có gì mất không? Không, lão chồng kể em còn nghĩ chắc chó mèo nhà ai lạc. Này nghe các chị nói, em mới nghĩ, không biết phải lão không. Làng mình trước giờ có ai có tật tấy mấy đâu. Giờ lão Quánh ra tù về mới có chuyện. Bây giờ cửa nẻo phải cẩn thận, xảy ra mất trộm như chơi. Thôi, nhanh chân về các chị ơi, nắng lên đỉnh đầu rồi. Thưa thầy, hôm nay đi hành khất, con nghe người làng nói về chuyện ông Quánh. Ông ấy đi tù về vì tội trộm cắp phải không thầy? Đó là chuyện đã qua rồi. Người làng cũng nói dạo này hay mất đồ, mà chùa ta hôm qua vừa bị trộm xong. Kẻ trộm hôm qua có lẽ nào là... Trời tối, ta và con đều không nhìn rõ mặt, đừng võ đoán rồi quy chụp mà đổ oan cho người ta. Nhưng dạo này xảy ra nhiều chuyện, chùa khó khăn mà còn bị trộm hết tiền công đức. Thầy thì không chịu báo quan. Hôm nay con đi khất thực, trời lạnh như vậy mà không có một ai bố thí cho. Bây giờ bên ngoài gió mùa đông bắc thổi mạnh, con có thấy lạnh không? Dạ có, chân tay con tê cống cả rồi. Con dọn dẹp đóng cửa, rồi thầy trò ta đi nghỉ sớm.
Bây giờ con có thấy ấm không? Dạ, giờ được nằm trong chăn nên con thấy ấm rồi ạ. À, lúc nãy chăn bông để ở trên giường thì lạnh, thế nhưng khi có người nằm vào lại trở nên ấm áp. Con nghĩ chăn bông sưởi ấm cho người hay là người sưởi ấm cho chăn bông? Dạ, tất nhiên là con người làm ấm cho chăn rồi ạ. Chăn là đồ vật, sao làm ấm cho chúng ta được ạ? Chăn bông đã không cho chúng ta sự ấm áp, lại còn cần chúng ta sưởi ấm nó. Như thế thì chúng ta còn đắp chăn bông làm gì? Dạ, dù chăn bông không sưởi ấm cho chúng ta, nhưng chăn bông dày lại có thể giữ hơi ấm cho chúng ta, khiến cho chúng ta ấm áp và ngủ ngon ạ. Chúng ta là hòa thượng tụng kinh trung chuông, chẳng phải là giống người nằm dưới chăn bông. Còn những chúng sinh kia, chẳng phải họ là một cái chăn bông dày đó sao? Thưa thầy, con chưa hiểu. Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện thì chiếc chăn bông lạnh như băng kia cuối cùng cũng sẽ được chúng ta sưởi ấm. Đến khi đó, chiếc chăn bông dày cũng sẽ biết giữ ấm cho chúng ta. Dạ. Đừng chấp niệm với những điều không đáng. Nếu giữ sự ghét bỏ trong tâm sẽ sinh phiền não. Cứ đối với người bằng tấm lòng, tự con sẽ nhận lại sự ấm áp. Một năm sau. Có chuyện gì vậy? Thưa thầy, con thấy có chiếc hộp này để ở trước cổng chùa ta. Cách đây một năm, vì mẹ già bệnh nặng mà không có tiền chữa trị, nên tôi mới tung quá làm liều, lấy hòm công đức của nhà chùa. Là thư của kẻ trộm đã đến lấy tiền của nhà chùa chúng ta năm ngoái sao ạ? Ngày đó tôi chỉ là một kẻ tù tội, không được xã hội công nhận. Vậy mà sư thầy vẫn rủ lòng từ bi, không tố cáo tôi. Nhờ vậy tôi mới có thêm cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi may mắn được một lương y nhận làm đệ tử truyền nghề, nay đã có cuộc sống tốt hơn. Tiền công đức năm đó tôi lấy, tôi chưa động vào một đồng, nay hoàn trả nhà chùa cùng một số tiền tôi tự tay kiếm được từ nghề cứu người để tu sửa ngôi chùa, mong chuộc lại phần nào lỗi lầm. Thưa thầy, rốt cuộc người đó là ai ạ? Có đúng là lão quánh không? Là ai không quan trọng, quan trọng là ta đã giúp được một con người trở lại là người tốt, được xã hội công nhận. Đó mới là công đức viên mãn. Con hiểu không? Dạ, con hiểu rồi thưa thầy. Chỉ có tình yêu thương chân thành, luôn mong ước giúp đỡ được người khác mới là con đường đem đến hạnh phúc thực sự. Lời nói dối cuối cùng. Này các cậu, chiều nay rạp có Thiên Thần Tuổi 15 mới công chiếu, nhóm mình đi xem đi. Ừ, phim ấy có cô diễn viên Lệ Băng đóng, lại còn có cả nam diễn viên điển trai Tư Kỳ nữa, đảm bảo là rất hay. Phải đấy, hôm nay được nghỉ học mà, chúng ta tranh thủ một buổi đi xem phim đi. Không được, sắp thi rồi, tớ phải ở nhà học bài. Hơn nữa, bố mình sẽ không cho mình đi đâu. Ôi trời, không học hôm nay thì ngày mai học, lo gì? Rạp chiếu phim chỉ có một buổi chiều nay duy nhất thôi. Cậu cứ nói dối bố là đi học với nhóm tụi mình, đảm bảo bố cậu cho đi ngay thôi. Mà đầy lần cậu nói dối rồi, có bị phát hiện đâu. Không sao đâu. Nhưng mà... Ôi chào, cậu cứ phải lo xa. Chả phải, cậu kể, hôm thì nói dối học phụ đạo, nhưng thực ra là ngồi ăn vặt ở cổng trường với bọn tớ, đến tối mới về. Đúng rồi, có hôm cậu còn nói dối là lớp học thêm nghỉ, nhưng có ai biết là cậu chưa làm bài tập nên ngại bị phạt không tới lớp đâu. Ừ thì, sau lần ấy, tớ đã phải mượn vở cậu chép bài mệt nghỉ để sửa sai còn gì. Nhưng sau đó bố cậu đâu biết gì đúng không? Nhưng cứ lần nào nói dối bố là tớ lại thấy áy náy lắm. Bố tớ thì rất tin tớ, chẳng bao giờ bố tớ nghi ngờ, vặn vẹo gì, cho nên... Úi trời, cứ làm như cậu lừa bố cái gì kinh khủng lắm ấy. Mà hôm nay mình đâu có làm việc gì sai trái, gây ra tội lỗi gì đâu, chỉ là đi xem phim một buổi thôi mà. Thôi không nói nhiều, quyết định thế đi, 2 giờ chiều nay gặp nhau tại nhà của Mi, chúng ta cùng đi nhé.
sao học cũng chẳng vào thế này. Mình có nên làm vậy không nhỉ? Lam, có chuyện gì mà con cứ đi ra rồi lại đi vào vậy? Có chuyện gì ra đây, nói bố nghe xem nào. Con, chẳng là chiều nay con có buổi học nhóm bên nhà cái mi bố ạ. À, bố cho con đi một lát chiều tối, con về có được không ạ? À? Vậy mà cũng phải hỏi à? Thì con cứ đi thôi. Cuối cấp, sắp thi lên cấp 3 rồi, phải cố gắng mà học con nhé. Dạ vâng ạ, con nhớ rồi. Con sẽ chú tâm vào việc học và không để bố thất vọng đâu ạ. Thôi con đi đi, kẻo các bạn lại chờ. Đi cẩn thận nha con. Con chào bố con đi ạ. Ừ, đi cẩn thận con nha. Nhớ về sớm nghe chưa. Bố ơi, hôm nay con đi tập văn nghệ cho hội diễn cuối năm ở trường. Con đi một lúc rồi về nhé. Được rồi, nhớ cẩn thận xe pháo đấy. Dạ, con nhớ rồi ạ. Chị Lam chuẩn bị đi học thêm à chị? Ừ, cái con bé này suốt ngày dành thời gian đi tập văn nghệ văn gừng, chẳng bao giờ thấy ở nhà nấu cơm cho bố nha. Tập văn nghệ thì sao? Kệ em, bố cho em đi rồi nhá. Wow, nhiều người chưa kìa. Chuyện bộ phim này nghe nói hot lắm, lại toàn diễn viên nổi tiếng nữa. Xem xong các cậu sẽ không thất vọng đâu. Thôi mình vào đi. Này, xem phim xong ra làm chầu game nhé. Bố ơi, hôm nay con đi tập văn nghệ cho hội diễn cuối năm ở trường. Con đi một lúc rồi về nhé. Được rồi, nhớ cẩn thận xe pháo đấy. Dạ, con nhớ rồi ạ. Liên, em làm gì ở đây vậy? Em... Mà sao, chị cũng ở đây thế hả? Chị... Không phải việc của em, giờ thì về, đi về nhà với chị, mau lên. Ơ kìa, chị bỏ em ra, đâu em? Chị làm gì vậy, sao lại kéo em về, em còn chưa được xem phim mà. Tại sao em lại nói dối là đi tập văn nghệ chứ? Hóa ra là em đi xem phim. Em tập văn nghệ ở trong rạp chiếu phim đấy hả? Bao nhiêu tiền tiêu vặt bố cho là em toàn tiêu vào rạp đấy à? Ơ hay, vậy chẳng phải chị cũng nói dối bố là đi học nhóm sao? Thế chẳng lẽ chị cũng tới rạp chiếu phim để học nhóm à? Chị còn tư cách để dạy bảo em á? Chị... Bố... Bố ơi, chúng con... Bố, con xin lỗi vì đã nói bố. Thật ra, hôm nay bọn bạn con rủ con đi xem phim. Con sợ bố không cho đi nên mới nói dối bố là đi học nhóm. Con xin lỗi vì đã nói dối ạ. Con cũng đã sai rồi, bố tha lỗi cho con nhé. Bố không cấm việc các con đi chơi sau giờ học. Bố chỉ cần các con luôn là những người trung thực và không để việc đi chơi ảnh hưởng đến việc học là được. Mẹ các con mất sớm, bố ở dậy để nuôi hai con khôn lớn. Hai đứa mà học hành không nên người, lại còn nói dối nữa, là bố có tội với mẹ, có lỗi với chính mình. Các con có hiểu không? Kìa bố, chúng con mới là người có lỗi. Có thể các con nghĩ lời nói dối này vô hại, nhưng nó lại là nhát dao đâm vào tim bố đấy. Bố là ai mà phải để hai đứa nói dối như vậy? Muốn trưởng thành, trước hết các con phải là người trung thực với chính bản thân mình. Con hứa với bố, từ giờ con sẽ không bao giờ nói dối bố nữa. Đây là lần cuối cùng, bố tha lỗi cho con nhé. Cả con nữa, con cũng sẽ không bao giờ nói dối bố nữa đâu ạ.
Bebagit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bebagit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!